Nhưng mà em này thì cấu hình mình thấy là khá ngon. À, vì là chạy chip A13. Con chip A13 nó sẽ mạnh tương đương với con chip được trang bị trên chiếc iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Và SE 2020 này thì nó có màn hình chỉ có 4,7 inch thôi. Nó gần giống như chiếc iPhone 8 thường đấy. Tuy nhiên thì anh em dễ nhận biết là do là táo nó nằm giữa. Táo nằm giữa nhá. Còn 8 thường thì táo nó nằm trên đây. À, và đây là phiên bản quốc tế 64GB. À, mình bán thì chỉ bán hàng nguyên bản quốc tế, bảo hành 6 tháng nên anh em cứ yên tâm. À, rất là ngon. Em này thì sử dụng SIM vật lý và cả eSIM nữa nhá. Nên là rất thuận tiện cho anh em sử dụng hai SIM. Em này là em màu đen. Ok thì chắc chắn rồi, bên mình bán thì nó phải nguyên bản thì anh em cứ kiểm tra cái độ sáng của màn hình, nó phải có tắt mở được cái chu tông đây này. Đó. Nó mới ok nhá. Chu tông là cái chế độ bảo vệ mắt anh em ạ. Đấy, đôi khi vì tiếc tiền mua những cái máy nó rẻ tiền xong rồi nó thay màn lô và rồi về cho em cháu học hành bắt đầu là hỏng hết cả một thế hệ. Sau này đi đeo kính hay là đi chữa mắt nó nhiều tiền hơn anh em nhá. Đấy, nên là đừng vì tham bong bóng mà bỏ mất bọng trâu đúng không? Đây đây màu trắng. Và dĩ nhiên rồi, sản phẩm bên mình bán thì cái này là nó có vân tay thì nó phải còn vân tay, bởi vì là mình bán sẽ là cái sản phẩm đầy đủ mọi chức năng và nguyên bản nhà sản xuất, không lỗi lầm dù là nhỏ nhất nhá. Tất cả những cái sản phẩm bên mình bán nếu pin kém, pin yếu, khách hàng yêu cầu thay pin thì mình sẽ thay và cộng thêm tiền pin. Còn khách hàng mua máy nguyên bản về xài, xài chán chê mê mỏi bao giờ hỏng pin thì khách hàng cũng có thể đặt pin ở bên mình về để tự thay. Bên mình tạo điều kiện cho các bạn bằng việc là tặng cho các bạn một cái bộ tua vít hay còn gọi là bộ tun để chúng ta mở được iPhone ra chúng ta thay. Dĩ nhiên là anh em nào phải khéo tay. Khéo tay thì hãy mở ra mà thay nhá. Chứ còn không khéo tay nha thì anh em cũng có thể đặt pin về để mà thuê thợ thay cho anh em trả công. Đấy, bên mình bán cái pin Daisy này dung lượng cao, khách hàng rất là thích. Dung lượng cao có nghĩa là dung lượng của nó cao hơn khoảng từ 18 đến 25% cái pin dung lượng trong máy. Ví dụ như SE 2020 này, pin dung lượng đúng của nó trong máy thì nó chỉ loanh quanh là khoảng như là 1.900 2.000, nhưng mà dung lượng cao là nó hơn 2.200. Nó rất là ok nhá. Đó, còn tất cả những cái đời iPhone mình đều có pin, anh em cần thì cứ 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 đặt hàng bên mình nha. Đừng quên follow, theo dõi, tim like, chia sẻ và bấm vào đây để tham khảo cái hồ sơ rồi đặt hàng, cũng như là tham khảo cái dù tú bé nếu như muốn mua điện thoại nhé. Cảm ơn anh em.